tại làm sao khi em không thể giữ bình tĩnh, đôi mắt anh hướng về em như chung một tia sét lại tình. Anh biết đó là yêu như bài nhạc chiều em đang feel, anh biết đó là crew bài vì anh cảm thấy mình mời em hơi nhiều bởi vì chưa